bị là xong rồi nha các bạn. Là bây giờ là chuẩn bị là đưa cái máy, đưa cái máy đặng đặt xuống cái lỗ cái ngõng máy ha. Thì bây giờ là bắt đầu là đẩy xuống. Thẳng dây trước rồi, thẳng xả dây trước rồi, chút rồi được. Thẳng rồi, xả ra chút nữa mới được. Đứng đó, đứng đó anh Vĩnh luôn đi. Đúc. Quá dày nó hơi cắn rồi các bạn, chưa có ngay cái lỗ. Chưa trơn mà nhắm lên cắt bỏ gì. Thì ông quay cái mũi xuống. Chị xô cái mũi ra. Mở dây kìa mà. Đâu, mình vịn cái láp chứ. Mình vịn ra đi. Mình vịn ở. Mình kéo cái láp vô cho ông sửa cái mũi ra, nước nó chảy bê ra. Vậy xô ra quầy đầu lại ha, cho nó xui nước lại. Còn đưa cái máy thì chỗ này đặng ngang cái tiệm đặng dễ làm. Đưa cái lái này tới không?
Đây đưa đưa cái cây đây tới nắm dịch vô cho. Dịch vô, dịch vô, dướng rồi, dịch, dịch đi, dịch mạnh cái nữa đi. Nằm rồi. Kìa, dướng cái góc dừa ở dưới kìa. Thì giờ làm xong rồi, giờ đưa cho anh chủ ghe chạy về nha các bạn. Cái này mình không có chạy test thử được rồi, cái này bị sự cố bất ngờ các bạn. Cái này bị nãy tính đề lên chạy thử mà hết bình rồi. Mình ra đưa cho lấy chiếc vỏ vòng về nhà luôn, sạc bình rồi đề rồi cho anh chạy tự anh luôn ha. Thì mình cũng không có quay được cho các bạn xem. Rồi thôi video mình kết thúc tại đây ha. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới của mình. Chào các bạn.